Xin chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phục, founder của AZ Film Việt Nam. Thì hôm nay rất vui được chia sẻ với mọi người về cái việc hướng dẫn cho đầu tư cho người mới và giải đáp thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào. Thì nội dung của cái chia sẻ này gồm có 5 phần như sau. Đầu tiên là về đầu tư chứng khoán. Thứ hai là một số cái thống kê thú vị về thị trường chứng khoán để cho anh chị em có cái góc nhìn mang tính chính xác về cái thị trường này nó như thế nào. Và thứ ba là 5 bước để trở thành một nhà đầu tư. Và nếu mà áp dụng tốt, chuẩn thì có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Và thứ tư là bí quyết lựa chọn cổ phiếu. Thứ năm là có thể là trao đổi một chút về cái báo cáo tài chính. Bởi vì đây đặc biệt đối với những người mới hoặc là có kinh nghiệm dưới 5 năm thì báo cáo tài chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các bạn trong phân tích và đầu tư chứng khoán. Đó. Trước tiên, đầu tư chứng khoán bắt đầu như thế này. Thì trên đây tôi có một cái bảng về cái việc nếu quý vị và các bạn tiết kiệm được một khoản tiền. Đấy, cột đầu tiên là tiết kiệm hàng tháng để đầu tư. Cột thứ hai là lãi suất quý vị có thể nhận được. Thì ở đây tôi giả định lãi suất có hai mức thôi, một là 10%, hai là 25%. Còn tiết kiệm hàng tháng thì có thể là 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu một tháng. Tiếp theo thứ ba là nếu tích lũy 20 năm thì được bao nhiêu. Thứ tư là tích lũy 30 năm thì được bao nhiêu. Đó, để chúng ta nhìn thấy một bức tranh tổng thể, nhìn thấy cái đích mà chúng ta hướng tới trong 20 năm tới hoặc 30 năm tới nó như thế nào. Và chúng tôi trao đổi câu chuyện đầu tư ở đây nó mang tính đầu tư thực sự chứ nó không phải mang tính đánh bạc. Đó, bởi vậy cho nên cái thời gian tích lũy nó rất lâu, nó không phải đánh quả như kiểu đánh đề hoặc vân vân. Thì trước tiên, nếu mà hàng tháng như anh Lưu Gù vừa hỏi câu rất hay, nếu mà hàng tháng chúng ta tích được 5 đến 10 triệu thì ở trường hợp này nếu tích được 5 triệu và lãi suất của bạn đạt được 10% thì sau 20 năm thì bạn sẽ tích lũy được khoảng 3 tỷ 797 triệu. Còn sau 30 năm con số đó là 11 tỷ 302 triệu. Tức là gấp hơn 3 lần. Đúng không? Còn nếu mà cùng với 5 triệu, lãi suất 25% một năm, nếu bạn tích lũy 20 năm thì bạn được 33 tỷ 596 triệu. Tức là gần gấp 10 lần so với việc tích lũy được lãi suất có 10%. Và nếu trong 30 năm thì bạn sẽ tích được 401 tỷ 508 triệu. Đó, thì nó tương đương với gấp khoảng 40 lần so với việc là lãi suất có 10% thôi. 40 lần, chúng ta lưu ý 40 lần. Tương tự, nếu mà bạn tích lũy được 30 triệu một tháng, lãi suất 10% bạn sẽ có 22 tỷ 700 triệu sau 20 năm và có 67,8 tỷ sau 30 năm. Và nếu bạn tích lũy 30 triệu một tháng mà lãi suất cao hơn, 20 lần đạt 25% ấy, thì sau 20 năm bạn có 200 tỷ, sau 30 năm bạn có 2.409 tỷ. Đó. Qua cái bảng chia sẻ này, chúng ta có thể thấy được những kết luận như sau. Một, nếu cùng thì một số tiền, một mức lãi suất, thời gian tích lũy của bạn chỉ cần nhiều hơn khoảng 10 năm thôi, thì số tiền bạn thu nhận được, tài sản của bạn sẽ tăng gấp khoảng hơn 3 lần, 4 lần với cái 5 triệu này. Thứ hai là với cùng một mức tích lũy, nhưng nếu bạn có được cái kênh đầu tư có hiệu suất cao hơn, ở trường hợp này là từ 10% lên 25%, thì số tiền bạn tích lũy được sau 30 năm nó tăng cao hơn 40 lần nha. 40 lần nha. Và thứ tư, nếu bạn tích lũy được số tiền cao hơn của người khác thì bạn sẽ thu được cái tiền tích lũy sau một thời gian nó sẽ rất lớn như thế. Đó. Nếu bạn thu được gấp khoảng 6 lần thì tương tự bạn sẽ nhận sau này gấp 6 lần. Thì từ cái bảng này chúng ta có thể rút ra được những điều như sau. Thứ nhất, nếu trình độ bạn được liên tục nâng cao, bạn tiết kiệm được nhiều tiền hơn.
thì chắc chắn là bạn sẽ giàu hơn người khác rồi. Đây là một điều rất dễ dàng, ai cũng đánh giá được. Đó. Và nhiều người hỏi tôi rằng, ô làm sao mà có thể tiết kiệm được 30 triệu một tháng? Khó quá. Thì thực sự với các bạn, khi chúng ta vừa ra trường thì chúng ta chưa tiết kiệm được đồng nào cả. Nhưng nếu bạn nào làm tốt chỉ một năm sau, các bạn có thể tiết kiệm được 5 triệu đến 10 triệu một tháng. Bạn nào làm tốt nữa, chỉ khoảng 3 năm sau các bạn có thể tiết kiệm được 10 triệu, thậm chí 20 triệu một tháng. Ai làm rất tốt thì trong vòng 5 năm họ hoàn toàn có thể bỏ ra 30 triệu một tháng. Ví dụ, thu nhập của bạn lên khoảng 45-50 triệu thì hoàn toàn bạn có thể được bỏ được trên 30 triệu một tháng. Đây là một điều hết sức bình thường. Hơn nữa, đây tôi đang nói ở thời điểm hiện tại. Khoảng 10 năm nữa, 20 năm nữa chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể tích lũy được 30 triệu, là một điều rất nhỏ, quá nhỏ luôn. Bởi vì chúng ta hãy nghĩ lại cách đây khoảng 10 năm, 20 năm xem, việc tiết kiệm được 2-3 triệu đã rất khó rồi. Nhưng bây giờ rất nhiều bạn trẻ đã tiết kiệm được 2-30 triệu rồi thật. Thì khoảng 20 năm nữa, 10 năm nữa thì các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được trên 30 triệu một tháng. Đó là điều thứ nhất. Thì để mà tiết kiệm được nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng, tôi cũng không dám chắc để trao đổi vấn đề này, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải là chuyên gia của một lĩnh vực nào đó. Đó. Nếu bạn nào theo chiều hướng quản lý thì bạn phải là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, thì bạn mới lên được các chức vụ cao, từ đó có thu nhập cao, lương cao, có nhiều nhân viên. Còn nếu bạn chuyên về, gọi là chuyên gia trong một cái lĩnh vực về kỹ thuật nào đó, hoặc chuyên gia một cái mảng nào đó, thì bạn cũng hoàn toàn có được lương chuyên gia rất cao. Tôi được biết là có một số công ty lương chuyên gia còn cao hơn lương giám đốc rất nhiều. Đó, chỉ cần bạn sâu vấn đề đó. Tôi có một cậu em rất giỏi về Facebook. Đó, cậu ấy tuy rất trẻ, năm nay mới có 25 tuổi, nhưng mà một tháng thu nhập của cậu đã 90 triệu rồi. Nhờ cậu rất giỏi cái mảng này. Cho dù Covid đến thì cậu ấy thu nhập cũng phải 70-80 triệu. Rất kinh khủng. Đó. Thì bước đầu tiên chúng ta cần phải nâng cao cái thu nhập lên và tiết kiệm được nhiều hơn. Khi tiết kiệm được nhiều thì tất nhiên tài là sản tích lũy của chúng ta sẽ rất lớn. Vấn đề thứ hai là bạn hãy đầu tư càng sớm càng tốt. Hoặc là bạn đầu tư muộn cũng được, nhưng mà bạn hãy sống càng dài càng tốt. Ông Buffett ấy, cách đây 10 năm tài sản của ông ấy chỉ bằng khoảng 1/3 bây giờ thôi. Tất nhiên là trong 10 năm qua ông ấy từ thiện rất nhiều. Nhờ việc ông ấy sống lâu, thành ra cái lượng tài sản tăng rất nhanh. Ví dụ ở đây một trường hợp rất cụ thể. Bạn sống lâu hơn 10 năm, bạn đầu tư dài hơn 10 năm, thì rõ ràng tài sản của bạn nếu mới tiết kiệm có 5 triệu thì bạn đã gấp khoảng gần 4 lần người khác rồi, với lãi suất 10%. Còn nếu với lãi suất 25% thì bạn gấp khoảng 13 lần người khác. Nếu bạn sống lâu hơn họ 10 năm thì tài sản bạn cao gấp 13 lần họ. Giả định họ có 1 tỷ đi thì bạn sẽ có 13 tỷ. Họ có 100 triệu đô thì bạn sẽ có 1,3 tỷ đô. Đấy là cái thứ hai. Đó là một, đầu tư càng sớm càng tốt, hoặc sống càng dài càng tốt. Cái điều đó thì chắc liên quan đến việc tập thể dục nhiều hơn, ăn uống lành mạnh hơn để có một sức khỏe tốt hơn. Cái vấn đề thứ ba ở đây, đó là gần như ai cũng biết, đó là vấn đề lãi kép, lãi suất. Thời gian đầu bạn đi làm thì hãy tập trung vào công việc để nâng cao cái thu nhập. Tuy nhiên lương tăng nó chỉ là cấp số cộng thôi, nó không thể cấp nhân. Thì chỉ có các khoản đầu tư nó mới mang lại cấp số nhân, đó chính là lãi kép đấy. Thì như ở trường hợp này, giả định hai người cùng tiết kiệm được 30 triệu một tháng trong 20 năm đi. Nếu một người mà có khả năng đầu tư tốt hơn người kia thì sau 30 năm tài sản của anh ta gấp gần 40 lần so với người có cái lợi suất thấp hơn. Thay vì có 67,8 tỷ thì anh ta có thể có 2.410 tỷ. Nói chung chúng ta không nghĩ đến việc xa xôi như thế này, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu tích lũy trong 30 năm chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ được những cái vùng ở trên này. Đó, tiền trăm tỷ hoàn toàn có thể đạt được. Ví dụ thực tế, đó là các cụ nhà ta hoặc các bố mẹ hay là ông bà, rất nhiều người đây làm nông. Rõ ràng ngày xưa là làm nông nghiệp thì có mấy sào ruộng thôi.
rồi có tí cơm thừa, rồi có tí rau muống, rau cỏ, thế là cắt về nuôi con lợn, nuôi con bò, vân vân. Thế mà sau độ đôi ba chục năm vẫn xây được một cái nhà, hoặc là nuôi được ba đứa con đại học, bốn đứa con đại học là điều hết sức bình thường. Thì đấy là cái sức mạnh của việc tiết kiệm và có đầu tư một chút. Còn nếu chúng ta rõ ràng chúng ta là đang thuận lợi hơn rất nhiều các cụ ngày xưa, đó là chúng ta được tiếp cận với kiến thức nhiều hơn và lợi suất sinh lời đầu tư của chúng ta cũng cao hơn. Thế do đó là cái việc mục tiêu đạt độ 100 tỷ hay là hơn trong 20-30 năm tới là hoàn toàn khả thi và nằm trong tầm tay. Nằm trong tầm tay ạ. Tiếp theo ạ, đây là ví dụ một cái tài sản của một bạn của tôi. Sau một thời gian đầu tư, bạn này chỉ nên làm Samsung và tiết kiệm thôi. Samsung thì làm việc rất vất vả, rất dài, không có tiền, thời gian tiêu tiền, do đó bạn ấy tiết kiệm được rất nhiều. Đó, sau khoảng chục năm thì bây giờ quy mô chứng khoán của bạn khoảng 11 tỷ. Ở bất động sản các thứ, tiền mặt vân vân, nó lên khoảng độ 19 tỷ rồi. Đó, thì đây là một điển hình của việc thành công trong cái việc tích lũy và đầu tư. Tức là theo cái tiêu chuẩn như ở Việt Nam, tích lũy được cái lượng tiền gấp 20 năm năm chi tiêu thì bạn có thể nghỉ hưu, thì bây giờ bạn ấy đã thừa nghỉ hưu cách đây đôi năm. Một thành quả rất xứng đáng cho một người gọi biết tiết kiệm để đầu tư. Đó, đây là đầu tư trong khoảng 10 năm qua. Tiếp theo, tôi sẽ trình bày với bạn một số cái thú vị về thị trường chứng khoán. Trên đây chúng ta có thể thấy là vừa xong thì nhìn thấy rất nhiều màu hồng, có thể tích lũy được rất nhiều tiền. Nhưng chúng ta hãy nhìn sự thật vào thị trường chứng khoán. Thì từ khi ra đời năm 2000 đến nay, lợi suất một năm cũng chỉ là 10% mà thôi, không hề cao luôn. Nó cao hơn lợi suất gửi ngân hàng khoảng 1-2% mà thôi. Thứ hai, Việt Nam hiện nay là một trong số ít nước hiếm hoi còn tăng trưởng mạnh trên thế giới, với cái tốc độ tăng trưởng khoảng 6-7%. Năm nay Covid thì có thể thấp hơn, nhưng mà cái việc duy trì khoảng 6% trong sau khi dịch kết thúc là một chuyện hoàn toàn bình thường. Và thị trường chứng khoán Việt Nam do đó có thể tăng trưởng dài hạn rất tốt. Và thứ ba, có một thống kê thú vị của tôi và những nhóm bạn của mình, đó là vòng quay nhà đầu tư chứng khoán cá nhân ở Việt Nam khoảng 2 đến 3 năm tùy từng giai đoạn. Tức là những người mới vào thị trường chứng khoán chỉ 2 đến 3 năm là họ bỏ chứng khoán, bởi vì họ xin phép đi về lỗ hết rồi. Đó. Và thứ tư, nguyên nhân thì đến từ việc vòng quay 2 đến 3 năm, đó là khoảng 95% nhà đầu tư thua lỗ. Tất nhiên con số này nó không phải là một con số tuyệt đối, không chính xác tuyệt đối, nhưng mà cái con số này được thừa nhận một cách rộng rãi trên thị trường thông qua những cái thống kê về số lượng nhà đầu tư ở lại thị trường sau một thời gian tham gia. Và thứ năm, nếu không hiểu rõ về thị trường chứng khoán ấy, thì tôi nghĩ rằng bạn nên gửi tiết kiệm đạt lợi suất trong dài hạn khoảng 5-8% trên năm. Và lợi suất tiết kiệm ở Việt Nam nó không như giống như ngày xưa. Bây giờ lợi suất tiết kiệm Việt Nam cao hơn lạm phát và có lãi dương. Còn ngày trước thì lạm phát cao quá, chúng ta gửi toàn bị mất tiền thôi. Nhưng mà bây giờ chính phủ điều hành theo cái chính sách mục tiêu lạm phát mục tiêu ấy, thì do đó là cái lãi suất chúng ta đang gửi là những năm gần đây bị được dương rất lớn. Và kênh gửi tiết kiệm cũng là một kênh đầu tư rất tốt chứ không phải kém. Thì nếu bạn không biết về thị trường chứng khoán, không hiểu rõ thì tốt nhất gửi tiết kiệm. Và bạn chỉ nên bỏ vài triệu đồng nếu bạn mới bắt đầu thị trường chứng khoán, chứ đừng lên bỏ toàn bộ tài sản của mình hay bỏ một lượng lớn vào của mình. Bởi vì như tôi thống kê ở trên đây, 95% nhà đầu tư thua lỗ. Nếu bạn không hiểu rõ về thị trường chứng khoán, bạn lao vào thì cũng khác nào bạn ra chiến trận. Bạn đi chân đất, tay cầm que để đánh nhau với những cái tay sói già trên thị trường. Nó có áo giáp đầy đủ, có binh khí, có ngựa chiến vân vân. Đó, bởi vậy nếu tham gia thì hãy rụt rè rồi một chút xíu thôi. Và tôi cho rằng chỉ khi bạn tự tin nằm trong top 5% cả về kiến thức, kinh nghiệm thì hãy tham gia một cách mạnh mẽ vào thị trường chứng khoán. Bởi vì 95% lỗ cộng thêm thị trường chứng khoán hàng năm vẫn tăng 10%,
cho thấy cái top 5% này ấy, lợi suất của họ rất khủng khiếp. Tôi quen có những anh, năm 2010-11 anh ta chỉ có vài trăm triệu thôi. Đến nay, tài sản ròng của anh ta khoảng 400 tỷ. Sau chưa đến 10 năm, nhờ anh ta nằm trong top 5% này. Và vì bạn nằm trong top 5, hoàn toàn bạn có thể x10 tài khoản trong 10 năm hoặc là nhân 100 lần tài sản trong vòng 20-30 năm. Vì sao lại thế? Bởi vì với cái lợi suất 26% một năm thì 10 năm bạn gấp 10. Và 10 năm sau nữa bạn ấy gấp 10 nữa thì có phải là 20 năm bạn gấp 100 lần nữa. Nếu lợi suất bạn thấp hơn thì bạn kéo dài 30 năm bạn có thể gấp 100 lần cái tài sản của bạn. Thì đây là một thị trường rất tiềm năng. Chính vì bởi vì 95% lỗ thành ra nó mới tiềm năng. Còn nếu 95% lãi hoặc 100% lãi thì nó cũng như gửi tiết kiệm, chúng ta chỉ nhận được một cái lợi suất cố định như mọi người mà thôi. Tuy nhiên để đạt được cái mức đó thì như tôi đã nói, bạn phải lọt vào top 5%. Thì lúc đó hãng tham gia mạnh mẽ trên thị trường. Tiếp theo, vậy thì 5 bước để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán gồm những bước nào? Đầu tiên tôi nghĩ rằng là các bạn nên đi học. Thì nếu học về các cái khái niệm cơ bản về thị trường một cách bài bản thì bạn nên đến RTC thuộc NSC. Tức là đây là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam có thể cấp các cái chứng chỉ hành nghề và đào tạo rất bài bản về chứng khoán. Tuy nhiên có thể bạn để đến đấy nghe có thể hơi buồn ngủ. Nhưng tôi nghĩ rằng đấy là một nơi có kiến thức chuẩn nhất. Đó. Giáo trình mọi thứ họ là bài bản nhất. Và họ là tốt nhất Việt Nam trong cái việc hàn lâm, chứ không phải là các trường đại học. Và đấy mới là đầu ngành. Tiếp theo, nếu bạn học chuyên sâu hơn hoặc nếu bạn muốn học một cách cực chiến nghiêm túc thì ở AZFIN Việt Nam có điều đó. Thứ hai là bạn hãy mở tài khoản tại một trong những công ty chứng khoán uy tín hàng đầu Việt Nam. Hàng đầu Việt Nam. Nếu mà thuận tiện mở online nhất thì có công ty chứng khoán VNDirect. Gần đây thì cứ 40% tài khoản mở trên thị trường là mở tại công ty này, trong khoảng 70 công ty chứng khoán. Bởi vì họ có nền tảng công nghệ rất tốt để có thể mở online. Ngoài ra các bạn cũng có thể chú ý đến những cái các công ty chứng khoán uy tín và đầu ngành khác. Ví dụ như là chứng khoán Sài Gòn, chứng khoán Hồ Chí Minh, chứng khoán Bản Việt, chứng khoán Ngân hàng MB, chứng khoán Mari Asset, chứng khoán của Ngân hàng Vietcombank, chứng khoán của Ngân hàng BIDV, chứng khoán VP cũng được. Đó. Thứ ba là bạn nên đọc sách. Sách đó là nơi hội tụ tri thức của nhân loại. Và chúng ta đọc sách thì chúng ta nhớ rằng hãy tập trung vào những cái quyển sách kinh điển nhất của những nhà đầu tư thành công nhất và vĩ đại nhất thế giới, chứ không nên nghe PR, IPR cả. Tôi đưa ra ở đây chỉ là tham khảo thôi. Nhưng mà một điều lưu ý như này, học thì hãy học người giỏi nhất, đọc sách cũng phải đọc sách từ những quyển sách kinh điển nhất, từ những quyển sách kinh điển nhất. Và một số quyển sách tôi khuyến nghị đây, ví dụ như quyển phân tích chứng khoán của giáo sư Graham và David Dodd. Rõ ràng đây là ông tổ của cái nghề phân tích chứng khoán rồi. Và quyển sách này tạo cơ sở cho sự phát triển của bộ môn phân tích ngày nay. Nó là nền tảng của mọi bộ môn phân tích cơ bản ngày nay tại các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, vân vân và vân vân. Thứ hai, sách thứ hai bạn có thể đọc đó là Hòn Tuyết Lâm. Thì đây là sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của ngài Warren Buffett cũng như là cái tập đoàn Berkshire Hathaway. Cái tập đoàn này có cổ phiếu, giá mỗi cổ phiếu nó lúc cao điểm nó lên đến hơn 8 tỷ Việt Nam đồng một cổ phiếu. Tức là chúng ta sở hữu 3 cổ phiếu chúng ta cũng là triệu phú đô, cũng là top những người giàu nhất thế giới rồi. Top tinh hoa rồi. Thì đây là một cổ phiếu rất kinh khủng. Và giá trị vốn hóa cổ phiếu này nó khoảng 500 đến 700 tỷ đô. Thì đây là nó cho biết con đường và sự nghiệp cũng như là những cái nguyên lý, nguyên tắc thành công của ngài Warren Buffett. Và tiếp theo với quyển sách thứ 3 tôi nghĩ là đọc rất hay. Đó là Trên Đỉnh Phố Wall của ngài Peter Lynch. Ông là người quản lý cái quỹ
rất nổi tiếng trên thế giới. Ông quản lý 13 năm thì có 12 năm đánh bại cái chỉ số với cái lợi suất trung bình gần 30% một năm, duy trì trong 13 năm. Và đây là một người chắp bút viết sách trực tiếp và chia sẻ những cái kiến thức đầu tư tuy rất đơn giản nhưng rất hiệu quả. Và thứ tư, như tôi nói ở trên, bạn hãy bỏ vài triệu vào tài khoản thôi, mua cổ phiếu blue chip nổi tiếng trước đã. Ví dụ bạn thấy những cổ phiếu nào nổi tiếng nhất Việt Nam chẳng hạn, thì bạn cứ bỏ vài triệu và mua vài cổ phiếu đó. Hãy mua vài cổ phiếu đó, chứ đừng có nghe ai cả. Ban đầu hãy như thế. Ví dụ các cái cổ phiếu nổi tiếng, nếu bạn thích những lĩnh vực công nghệ thì FPT có nổi tiếng không? Nếu nó nổi tiếng với bạn và nó bạn cảm thấy tốt thì bạn bắt đầu tham gia bằng nó một ít. Hay là ngân hàng của Vietcombank, đúng không ạ? Hay là ngày xưa của Vinamilk rất nổi tiếng, đúng không? Và thứ năm, hãy đọc tin tức về doanh nghiệp mà bạn đầu tư. Tức là nếu bạn mua các doanh nghiệp kia, mua cổ phiếu kia, bạn hãy thường xuyên đọc các tin tức để trau dồi, để tích lũy, để dần dần rút ra kinh nghiệm. À, xem mình mua đúng, mua sai, vì sao, vì sao. Doanh nghiệp này có gì mà nó có thể tăng giá hoặc có gì mà nó lại bị giảm giá. Đó thì trên đây là 5 bước bạn có thể trở thành một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Và tiếp theo tôi cũng giới thiệu 5 bước để lựa chọn cổ phiếu hoàn hảo cho đầu tư. Thì do các bạn là người mới thành ra tôi cũng chỉ nói qua thôi. Một là hãy chọn cái ngành có triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Một ngành tăng trưởng trong tương lai nó như một dòng sông có nước chảy. Chúng ta mua cổ phiếu của ngành đó thì cũng như là chúng ta bơi thuyền xuôi dòng. Và chỉ có ngành có triển vọng tăng trưởng trong tương lai thì nó mới mang lại rất nhiều công việc cho các doanh nghiệp ở đây. Miếng bánh nó mới ngon. Vì sao ngành bán lẻ ở Việt Nam nó lại hấp dẫn nước ngoài như thế? Bởi vì rất đơn giản, ngành này còn tăng trưởng rất mạnh. Ví dụ thế. Hay vì sao bảo hiểm ở Việt Nam chẳng hạn? Bởi vì chưa nhiều người dùng bảo hiểm ở Việt Nam. Thành ra các công ty họ thấy rằng đây là một miếng bánh cực kỳ màu mỡ. Thứ hai là trong các ngành triển vọng tăng trưởng tốt đấy thì bạn phải theo ngành nào có cái mức cạnh tranh nó vừa phải thôi. Bởi vì có những ngành rất triển vọng nhưng mà cạnh tranh khốc liệt vô cùng, đánh nhau vỡ đầu ra. Ví dụ như đất Phú Quốc chẳng hạn, vào cái giai đoạn nó rất hấp dẫn nhưng mà lại nhiều người lên đấy quá, nhiều người thổi giá lên quá, thế thì nó lại không hấp dẫn, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy tìm xem ngành đó cạnh tranh vừa phải thì tham gia, còn nếu không cạnh tranh quá thì chúng ta cũng không được việc. Thứ ba đó là trong ngành đáp ứng hai tiêu chí trên thì hãy chọn doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh. Chỉ có những doanh nghiệp có những lợi thế cạnh tranh mạnh họ mới có thể tồn tại lâu dài và chiếm lĩnh thị phần được của những cái thằng khác. Ví dụ trong ngành thép ở Việt Nam có Hòa Phát chẳng hạn, thị phần ngày càng nở ra rất to. Hay lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam có FPT chẳng hạn, nó càng ngày càng quậy. Hay lĩnh vực bán lẻ có Thế Giới Di Động chẳng hạn, doanh thu đến nay đã hơn 5 tỷ đô, rất khỏe. Hay là lĩnh vực vàng bạc đá quý thì có TNJ, vàng bạc đá quý Phú Nhuận đấy. Rất là nhiều, rất là nhiều. Thứ tư, sau khi chọn được doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh rồi ấy, thì bạn cần phải nghiên cứu rất rõ về có quản trị lãnh đạo tốt hay không, văn hóa doanh nghiệp có mạnh không, hay là doanh nghiệp này nó lại lục đục, nó lại chia bè kết phái. Chỉ có một doanh nghiệp có quản trị lãnh đạo tốt, văn hóa tốt thì nó mới thúc đẩy doanh nghiệp ý tiến lên mãi mãi, tiến lên rất tốt. Và chỉ có thế thì mới có lợi ích cho cổ đông chúng ta. Và đặc biệt, ban lãnh đạo họ có tâm, có tầm thì họ sẽ quan tâm đến những cổ đông nhỏ lẻ như chúng ta mua cổ phiếu, bởi vì chúng ta không tác động gì được đến ban quản trị. Thành ra cứ chọn ông nào tốt chúng ta ngồi vào. Và cuối cùng, bạn hãy áp dụng các cái phương pháp định giá cổ phiếu để chọn ra cổ phiếu hợp tác. Hãy nên nhớ đừng có áp dụng các cái phương pháp định giá cổ phiếu ở Mỹ và Việt Nam nữa. Hai thị trường khác nhau lắm. Ví dụ ở Mỹ lạm phát ở rất thấp, lãi suất rất thấp thì tất nhiên nó phải trả giá cổ phiếu cao hơn so với thu nhập. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại. Rồi là thị trường Việt Nam thì tăng trưởng nó sẽ khác với các thị trường khác, ví dụ khác với Philippines, khác với Malaysia, chúng ta không thể so sánh được. Thành ra định giá là một trong những cái vấn đề rất nan giải đối với rất nhiều người. Tuy nhiên chúng ta cần phải bài bản chúng ta mới làm được.
thì cái việc định giá trở nên vô cùng dễ dàng, vô cùng dễ dàng. Và ví dụ như cái này thì AZFIN chúng tôi có các cái công cụ định giá rất là hay, áp dụng rất tốt và gần như là không thể chạy được. Lựa chọn cổ phiếu, đây những ngành tăng trưởng, đây là các lợi thế cạnh tranh. Tiếp theo quản trị lãnh đạo. Tiếp theo chúng ta xem những doanh nghiệp nào đáp ứng cả ba. Ví dụ như rồi các phương pháp định giá cổ phiếu đây, có rất nhiều phương pháp. Quan trọng là chúng ta phải xem cổ nào với đặc điểm nào thì phù hợp với phương pháp nào, chứ không phải áp dụng tất cả các phương pháp vào một cổ phiếu. Rồi tiếp theo chúng ta nên phân bổ danh mục đầu tư một cách hợp lý. Và báo cáo tài chính chẳng hạn là một yếu tố vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với những người mới tham gia hoặc có kinh nghiệm dưới 5 năm. Thì cái này hồ đầu tiên đó là nhận diện rủi ro từ báo cáo tài chính, xem có cổ phiếu nào rủi ro chúng ta loại nó đi. Đây là level đầu tiên chúng ta đạt được. Level thứ hai là lựa chọn được các cổ phiếu mang cái cơ hội ngắn hạn. Level cao nhất là phải nhìn vào báo cáo tài chính để biết được lãnh đạo doanh nghiệp thế nào. Tức là hành động ra sao thì nó biểu hiện qua con số. Hai là đánh giá được cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp có mạnh không. Tiếp theo là đánh giá được cái triển vọng doanh thu lợi nhuận trong tương lai thế nào thông qua những con số này. Thì đấy là cái cách phân tích báo cáo tài chính. Và phân tích báo cáo tài chính với nhà đầu tư nó khác hoàn toàn dưới góc độ giám đốc, dưới góc độ kiểm toán, dưới góc độ kế toán hay dưới góc độ cán bộ tín dụng ngân hàng. Bởi vì nếu mà kiểm toán mà họ lại giỏi phân tích báo cáo trong đầu tư thì tất nhiên họ là những người giàu nhất Việt Nam rồi. Nhưng đâu phải kiểm toán là đầu tư hiệu quả đâu. Hay đâu phải là kế toán trưởng kỳ cựu nhiều năm kinh nghiệm có thể đầu tư chứng khoán hiệu quả đâu. Không hề. Hay cũng không phải là những giảng viên dạy chứng khoán ở trường đại học mà có thể đầu tư chứng khoán tốt đâu. Không hề. Đó là phân tích báo cáo dưới góc nhìn đầu tư cổ phiếu, nó phải vừa có được góc nhìn của chủ doanh nghiệp, vừa có được góc nhìn của kiểm toán và lại có được cái sự áp dụng vào trong thị trường một cách thực tế thì lúc đó mới hiệu quả. Thì trên đây là tôi đã trình bày với các nhà đầu tư mới về các cái nội dung liên quan đến việc trở thành một nhà đầu tư. Sau đây thì mọi người có thể gửi cho chúng tôi những câu hỏi để chúng tôi giải đáp các bạn. Anh Lưu Vù như lúc đầu có chia sẻ câu hỏi là bạn chia sẻ giúp, nếu tôi là một người làm công ăn lương, mỗi tháng chỉ bỏ ra được 5 đến 10 triệu thì có cách nào sử dụng vốn hiệu quả không? Thì thực ra là sử dụng vốn hiệu quả như tôi có vừa trao đổi ấy, thì tốt nhất đó là dựa vào năng lực của mọi người. Nếu anh Lưu rất là giỏi trong cái lĩnh vực làm ngân hàng chẳng hạn thì anh sẽ biết ở đâu gửi lãi cao nhất, thì tôi nghĩ rằng là anh gửi lãi sẽ tốt nhất. Còn nếu mà anh biết về chứng khoán và anh tự tin vào thị trường chứng khoán thì tôi nghĩ nên phân bổ một nửa hoặc là thậm chí có thể hơn vào thị trường chứng khoán. Nhưng với điều kiện anh phải biết về thị trường chứng khoán và anh kiểm chứng được cái phương pháp đầu tư của mình là có hiệu quả. Đó, là có hiệu quả. Anh Bùi Minh Quang à? Chào anh Quang. Chào anh Nghĩa. Chào Lưu. Anh Quang có hỏi làm sao để tìm được người giỏi để học. Cảm ơn anh. Thế này thì tôi lại đi PR khóa học của AZFIN rồi. Nhưng mà đến với AZFIN thì mọi người sẽ được trải nghiệm những cái câu, những cái giá trị thực sự, những cái giá trị mà nó mang tính ứng dụng. Và mọi người tham gia các khóa học của AZFIN thì mọi người được học free 2 buổi thoải mái. Sau đó cảm thấy hợp với mình thì mọi người tham gia. Ôi à, anh Quang có hỏi là bao nhiêu giờ bay để thành phi công giỏi? Anh Quang đang là một phi công giỏi, rất rất giỏi trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Đúng không? Là một người rất thành công trong đầu tư chứng khoán. Thì tôi nghĩ rằng là trở thành phi công giỏi thì tối thiểu nó cũng phải 3 năm. Tôi nghĩ là tối thiểu. Còn để trở thành một nhà đầu tư cáo già, nếu mà tự mình trải nghiệm thì tôi nghĩ phải một chu kỳ kinh tế. Thì đâu đó nó khoảng độ 10 đến 12 năm. Thì lúc đó chúng ta trải qua mọi cung bậc cảm xúc của thị trường, mọi thăng trầm của thị trường, mọi sự lên xuống, thì khi đó chúng ta có được những cái kiến thức và kinh nghiệm mà không phải học từ sách vở có được. Thì cũng rất may mắn là tôi đã tham gia thị trường được khoảng 13 năm rồi, mọi thứ cũng đã trải qua. Thì
Thế thành ra là cũng gọi là có chút kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán. Đấy. Chào anh Ánh á. Đối với nhà đầu tư mới thì đại loại sẽ rất là vất vả nếu tham gia thị trường. Có một số bạn tôi hỏi rằng đầu tư chứng khoán ngon ăn không, có thể kiếm được chục phần trăm trong 1-2 tháng không? Đang có tiền nhàn tội. Thì tôi xin thưa rằng nếu tôi làm được điều đó thì tôi cũng không ở đây nói chuyện với các bạn. Bởi vì tôi làm được điều đó thì chắc bây giờ tôi đang ngồi nói chuyện với bác Buffett rồi chẳng hạn, đánh poker rồi bác ấy. Đánh bài bridge với bạn ấy. Điều đó là rất khó có thể xảy ra. Đặc biệt tôi đặt lại câu hỏi với bạn của tôi. Thì ông nghĩ, ông so với các nhà đầu tư trên thị trường thì ông có chuyên môn, có kinh nghiệm hơn họ không? Bạn tôi là không, tao chả có gì cả. Ở vậy thì chắc là ông nằm dưới 50% những người kém nhất trên thị trường rồi. Top dưới 50%. Đúng. Vậy thì tôi cung cấp như cho các bạn đó là 95% nhà đầu tư thua lỗ. Như vậy là kết cục rõ ràng là nằm ở đâu rồi. Và hơn nữa thị trường chứng khoán một năm trung bình nó chỉ tăng độ 10% thôi. Thế thành ra không có chuyện có thể kiếm 10% trong 1-2 tháng. Nếu bạn kiếm được đó là sự may mắn. Và nó cũng không dài đâu. Đó. Không hề dài. Thì có một điều rất hay. Tuy lợi suất trung bình một năm 10% trên một năm trong 20 năm qua từ năm 2000 ý, nhưng mà thị trường chứng khoán có những đoạn rất khác nhau. Nếu bạn bắt đầu từ đầu chu kỳ chẳng hạn, thì trong khoảng 6 năm uptrend thì lợi suất trung bình một năm của bạn có thể được 20-30% một cách, đấy gọi là trung bình nhé. Còn nếu bạn giỏi hơn thì bạn có thể đạt được 40% một năm trong cái chu kỳ ý. Thì đây là nó đạt 10% một năm, đó là nó tính cả những cái giai đoạn đao xuống rất mạnh mẽ. Đó. Và bạn xác định được cái chu kỳ kinh tế nó vận hành như nào thì bạn biết khu nào là thị trường chứng khoán gọi là vùng đỉnh ở đấy, khi nào thì đầu tư cổ phiếu và khi nào thì rút ra tiết kiệm, khi nào thì đầu tư bất động sản và khu nào thì rút ra. Đó. Cái câu chuyện đầu tư chứng khoán, nếu bạn nắm được chu kỳ của nó, bạn nắm được sự vận hành của thị trường thì việc lợi suất của bạn cũng khá là cao. Thì đấy là ví dụ. Bạn Trọng có chia sẻ là với anh Quang là theo quy định tối thiểu là 5.000 giờ bay ở vị trí lái chính thì mới được gọi là được là lái chuyên cơ, thì rất hợp lý ạ. Còn trên thị trường chứng khoán thì tôi nghĩ rằng đó là khoảng 10 năm. Thì có một cái quy tắc mà rất nhiều người hay nhắc đến, đó là quy tắc 10.000 giờ đấy. Đó. Và tôi cũng nhận được chia sẻ của một số chuyên gia hàng đầu, một số những người rất nổi tiếng, họ nói rằng họ không sợ một cái thằng làm 100 việc, mà họ chỉ sợ cái thằng làm một việc 100 lần. Tức là có sự trải nghiệm, có kinh nghiệm. Thêm nữa nó lại có cái tính ham học hỏi nữa thì nó là người vô đội. Vì sao David Beckham có thể đá phạt thần sầu như thế? Anh ta có mỗi một cái chiêu đá phạt là giỏi nhất thôi. Anh ta đã đủ nổi tiếng nhất rồi. Bởi vì anh ta tập luyện cái đó cả chục năm liền, ngày nào cũng tập. Hay là Roberto Carlos chẳng hạn. Vì sao anh ta có những cú sút thần thánh như thế? Bởi vì ngày nào anh tập, giờ nào anh tập. Hay là Robben chẳng hạn, cái cầu thủ có cái chân trái rất là điệu nghệ, có thể nói là điệu nghệ cũng không kém Messi nhiều. Anh ta ngày nào cũng chỉ sút chân trái, ngày nào cũng chỉ sút một góc. Và anh ta thành master trong lĩnh vực ấy. Và đặc biệt ví dụ Ronaldo chẳng hạn, là một nhân vật chúng ta thấy rõ nhé. Anh ta tập luyện nhiều gấp đôi người khác, liên tục tập luyện, và anh ta đã trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bóng đá của anh ta. Trong chứng khoán cũng vậy thôi. Bạn hãy trau dồi kiến thức liên tục, và bạn hãy chọn cho mình một bí kíp. Định giá cũng thế, hãy chọn cho mình một phương pháp. Cổ phiếu cũng thế, bạn hãy chọn cho mình một nhóm cổ phiếu. Bạn theo dõi nó 5 năm, 10 năm, chắc chắn là bạn sẽ nắm được hết cái sự vận hành của nó. Đúng không? Cũng giống như bạn chơi với một người bạn thân khoảng 20 năm chẳng hạn, bạn sẽ hiểu thấu người đó. Hoặc bạn kinh doanh bất động sản ở cái khu huyện nhà bạn, quận nhà bạn thôi chẳng hạn. Trong 10 năm, 20 năm bạn sẽ thấu hiểu cái khu đó. Và tất nhiên bạn là người hưởng lợi cao nhất, bạn là người đạt được lợi suất cao nhất. Đó, trong chứng khoán cũng y như vậy. Và chứng khoán thì không có thần đồng. Newton đã từng sấp mặt ở trên thị trường chứng khoán này. Ông ta bảo là có thể là tính toán được sự vận động của các hành tinh, nhưng mà không tính toán được sự điên cuồng của thị trường. Bởi vì ông ta mới tham gia, chắc là ông ta nghĩ rằng ông ta rất giỏi, thế nhưng ông ta rất là máu me và cuối cùng bị thua lỗ thảm hại.
thời gian mở cửa các sàn như thế nào đúng không ạ? Thì đối với chứng khoán phái sinh thì 8:45 bắt đầu mở cửa. Còn đối với các sàn chứng khoán sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thì có sàn HOSE, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thì có sàn HNX và sàn Upcom. Họ mở cửa từ lúc 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Và đóng cửa. Thì sàn HOSE tức là chính là VN Index mà mọi người nghe thấy trên TV ấy, thì nó mở vào lúc 9 giờ và nó kết thúc vào 2 giờ 45. Sàn HNX cũng kết thúc vào 2 giờ 45. Sàn Upcom thì 3 giờ. Và mọi người sau cái giờ giao dịch liên tục, đặt lệnh liên tục cũng giống như là lệnh chuyển khoản tiền từ ngân hàng ra ấy. Đặt lệnh liên tục thì sau 2 giờ 45 mọi người vẫn có thể là giao dịch thỏa thuận trong một thời gian ngắn được. Và bạn mua chứng khoán thì hôm nay bạn mua thì T3 về. T3 tức là tính cái thời gian gọi là ngày làm việc ấy. Ví dụ bạn mua thứ hai tức là T0, thứ ba là T1, thứ tư là T2, thứ năm là T3 thì thứ năm chứng khoán của bạn sẽ về. Thực ra là từ T2 đã về rồi nhưng mà chiều T2 sau giờ giao dịch ở thế thành ra người ta tính luôn là chứng khoán sẽ về T3. Tức là mua thứ hai thì thứ năm bán được, mua thứ ba thì thứ sáu bán được, mua thứ tư thì phải thứ hai tuần sau bán được, mua thứ năm thì thứ ba tuần sau bán được, mua thứ sáu thì thứ thứ tư tuần sau bán được. Đầu tư chứng khoán cần bao nhiêu tiền mới để đầu tư được anh? Ok, nếu đầu tư chứng khoán thì bạn, tôi nghĩ rằng là bạn chỉ cần có thể bỏ ra 1 đến 5 triệu bạn có thể đầu tư rồi. Và anh bắt đầu với số vốn nhỏ. Bởi vì như tôi đã trao đổi đấy, thì các nhà đầu tư mới trong 1 năm đầu thì gần như 99,9% lỗ rồi. Trừ những trường hợp họ nhảy vào một cái uptrend ầm ầm, tự nhiên cổ phiếu cứ tăng ầm ầm ấy, trong một thị trường tăng ầm ầm thì có nhiều hơn cái 1% nhà đầu tư có thể có lợi nhuận. Bạn thẩm tra cho biết mức phí khi đầu tư chứng khoán là bao nhiêu đúng không? Thì đầu tư chứng khoán chi phí nó cũng khá thấp. Bạn đi mở online thì bạn giao dịch online thì bạn mất phí khoảng 0,15% một lần mua bán, một lần mua và một lần bán cũng mất 0,15%. Ngoài ra thuế thì bạn mất thêm 0,1%. Anh Nghĩa có hỏi cho mình hỏi là cách đọc và chắt lọc các thông tin trên Cà Phê và Vietstock vân vân sao cho hiệu quả. Thì đây đúng là một trong những hai cái trang này là hai cái trang tin tức về thị trường chứng khoán và được nhiều người đọc, đặc biệt trang Cà Phê. Tuy nhiên thì đây là những cái trang báo nó cũng không phải là trang gọi là rất chính thống. Thế thành ra có rất nhiều các cái thông tin sai lệch có thể xảy ra. Và cách chắt lọc như thế nào thì theo Phục rằng nghĩ rằng thì anh cứ nên đặt đây, anh thấy cái nào mà anh cần phải confirm thì anh, tức là anh cần phải xác nhận xem nó đúng không ấy, thì anh vào cái trang web của công ty ấy. Bởi vì những thông tin này ở các trang mạng này họ sẽ lấy ở trên web của các công ty. Thì website của công ty như thế nào thì mọi người tra search tên công ty ở trên Google là sẽ ra website. Vào phần thông tin cổ đông họ sẽ công bố hết. Ngoài ra thì mọi người có thể lên sở giao dịch chứng khoán, trang web của sở giao dịch chứng khoán, rồi trang web của ủy ban chứng khoán, bởi vì các cái công ty niêm yết thì họ phải công bố thông tin bằng cách gửi lên cho ủy ban chứng khoán trước khi ra bảng. Thì đấy là cách mà mình chắt lọc thông tin, tức là mình đọc mình thấy cái gì quan trọng, mình cần thiết mình thì mình đi check các cái nguồn đi, check các nguồn đi. Ngoài ra thì quan trọng nhất là mọi người cần phải tích lũy cho mình được một cái lượng kiến thức tốt, khi đó thì gặp thông tin mọi người xử lý nó sẽ dễ hơn. Thì kiến thức tốt thì là một là học, hai là mọi người phải có kinh nghiệm trải nghiệm trên thị trường, đọc thật nhiều. Em thấy mọi người hay nhắc lãi kép, vậy lãi kép là như thế nào? Lãi kép rất đơn giản là như thế này ạ. Bạn đầu tư bất kỳ kỳ cái gì nó cũng có thể ra lãi kép. Ví dụ bạn gửi ngân hàng 100 triệu lãi suất 10% một năm thì bạn được 10 triệu lãi cuối năm chẳng hạn. Nếu bạn để cả 10 triệu ấy gộp vào cái gốc là thành 110 triệu bạn tiếp tục gửi thì lãi mẹ đẻ lãi con thì nó gọi là lãi kép. Còn lãi đơn thì như này, bạn gửi 100 triệu bạn lãi được 10 triệu, bạn rút ra 10 triệu tiêu bạn vẫn để 100 triệu gốc thôi để bạn gửi tiếp thì đấy gọi là lãi đơn. Đó. Thì lãi kép thì rất nhiều người đã biết rồi và đã trao đổi rồi, đó là cái kỳ quan thứ 8 thì phải, anh nói. Và thực sự nhờ cái lãi kép mà ngài Warren Buffett với tỷ suất lợi nhuận 20% một năm trong khoảng hơn 70 năm qua thì ngài đã tích được, lũy được cái con số tiền lên đến, nếu mà không từ thiện nhé, khoảng 170 tỷ đô chứ không phải là có 70-80 tỷ đô như bây giờ đâu. Ở trong 70 năm tích được 170 tỷ đô với lãi suất 20%. Có bạn hỏi tiếp là
Em thấy mục lưu ký chứng khoán là gì ạ? À, lưu ký chứng khoán này. Rất đơn giản như này, chứng khoán là nó cũng giống như một loại hàng hóa thôi. Tức là khi mà niêm yết ấy, người ta để giao dịch được người ta phải niêm yết. Cũng giống như ở trong siêu thị ấy, khi người ta bán quần áo chẳng hạn thì người ta đưa quần áo lên quầy, đặt lên các cái ô để mọi người xem. Thì chứng khoán như thế nó cũng phải niêm yết lên đấy. Đó, nó gọi là niêm yết. Thì niêm yết thì tức là nó phải qua một cái nơi gọi là trung tâm lưu ký, tức là chỗ nó ghi nhận lại. Đấy, ông cho chứng khoán lên đây số lượng bao nhiêu vân vân thì ở cái trung tâm lưu ký nó gọi là lưu ký chứng khoán. Cũng giống như chúng ta đem hàng đến Bixi, chúng ta đem 100 cái áo đến thì Bixi họ lưu lại là à ông đem đến 100 cái áo ở trên này. Đó. Thì Bixi nó làm nhiệm vụ ghi nhận lại, thì trung tâm lưu ký cũng ghi nhận lại các cổ phiếu đó thì mới có thể niêm yết. Thì đấy gọi là lưu ký chứng khoán. Đó, và chúng ta mua chứng khoán chẳng hạn thì nó hiển thị lên ở trên tài khoản chúng ta cũng giống như cái số ở tài khoản ngân hàng. Tài khoản ngân hàng có 10 triệu chẳng hạn thì tài khoản lưu ký nó hiện lên bạn có 1.000 cổ phiếu FPT chẳng hạn. Thì lúc bán bạn cũng lên đấy bạn đặt lệnh nó rất dễ dàng như kiểu tài khoản ngân hàng thôi. Không có gì khó cả. Có bạn hỏi là giá trần là gì, giá sàn là gì? Thì giá trần tức là như này, ở Việt Nam và một số nước thì vẫn còn quy định để tránh cái trường hợp giá chứng khoán biến động bất ngờ. Người ta quy định rằng là cho ví dụ sàn HOSE. Đó. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, sàn HOSE VN Index ấy, thì chứng khoán trên đấy trong một ngày họ chỉ có thể giao dịch cộng 7% hoặc trừ 7%. Tức là nó có một cái biên động trần, tức là cái giá mức giá cao nhất có thể mua bán trên sàn ở trong ngày hôm đấy. Sàn ở mức thấp nhất. Ví dụ cổ phiếu mà 10.000 chẳng hạn thì hôm đó bạn chỉ có thể mua bán trong cái khoảng là 9.300 đến 10.700 đồng và không được cao hơn 7%. Còn ở sàn Hà Nội, sàn HNX ấy, thì bạn có thể nếu giá chứng khoán mà hôm trước đóng cửa là 10.000 thì hôm sau bạn chỉ có thể được giao dịch với trong khoảng từ 9.000 đến 11.000. Còn với sàn Upcom, tức là cái sàn gọi là kém nhất ấy, cái sàn cái chợ nhỏ nhất, chợ cóc ấy, thì bạn có thể giao dịch với biến động cao hơn. Đó là nếu mà giá chứng khoán đang ở mức 10.000, mức tham chiếu thì bạn có thể mua bán ở trong mức là 8.500 đến 11.500, tức là 15%. Đó, 15%. Ngoài ra mọi người lại hỏi chứng khoán khác trái phiếu là gì? Thực ra chứng khoán là bao gồm cả trái phiếu, cổ phiếu và rất nhiều loại khác thì nó đều gọi là chứng khoán. Còn cổ phiếu nó khác là trái phiếu nó khác. Cổ phiếu là thể hiện là bạn là chủ sở hữu, bạn chủ sở hữu một phần của doanh nghiệp ấy. Còn trái phiếu là bạn cho công ty vay nợ. Các công ty phân vào các sàn như nào đúng không? Thì thông thường cái sàn HOSE tức là chính là chỉ số VN Index ấy, nó là cái sàn có tiêu chuẩn niêm yết cao nhất. Tức là sản phẩm của bạn phải đạt là lãi trong vòng mấy năm, công ty phải lãi trong mấy năm này. Có cái hiệu suất sinh lời như nào thì mới được niêm yết trên đấy và có vốn phải rất to mới được niêm yết trên đấy. Cái sàn HNX thì tiêu chuẩn thấp hơn, sàn Upcom thì thấp hơn nữa. Thì nó cũng giống như là như này. Chúng ta muốn đưa hàng vào siêu thị Bixi chẳng hạn thì tiêu chuẩn nó phải cao hơn rất nhiều so với chúng ta bán chợ ở huyện. Và tiêu chuẩn chợ ở huyện nó lại cao hơn rất nhiều so với việc chúng ta đi bán ở vỉa hè. Đó, thì các sàn giao dịch chứng khoán thì nó lại dựa vào các cái tiêu chí khắt khe nhất thì là sàn HOSE, rồi đến sàn HNX và rồi sàn Upcom. Do đó là các nhà đầu tư nước ngoài họ thường là chỉ giao dịch trên sàn HOSE thôi. Bởi trên đấy mọi thứ về cơ bản là chất lượng hàng tốt hơn. Chất lượng hàng tốt hơn. Đó. So với các cái sàn còn lại. Ok, chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau thêm khoảng độ 5 phút nữa nhé. Thì chúng ta kết thúc cái chương trình livestream này. Đó. Có bạn hỏi rằng là ở Việt Nam có những công ty nào nổi tiếng? Thì mình cũng xin kể ra ở đây một số công ty rất nổi tiếng đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam nhé. Ví dụ như là ngân hàng, chẳng hạn có ngân hàng Vietcombank các bạn đã thấy quen ạ. Ngân hàng Ngoại thương này, ngân hàng BIDV này, ngân hàng Vietinbank này, ngân hàng ACB này, ngân hàng Techcombank này, ngân hàng VP Bank này, ngân hàng quân đội này. Ủa? Ở lĩnh vực công nghệ có tập đoàn FPT này, lĩnh vực thép có tập đoàn Hòa Phát này, lĩnh vực sữa có Vinamilk này. Ủa? Lĩnh vực xăng dầu có Petro Việt Nam, Petro Limex, PLX này. Rồi có cái công ty dầu Việt Nam đó, Oil này.
lĩnh vực khí ga các bạn dùng này có gas này đó, lĩnh vực nước sạch các bạn dùng ở từng địa phương này có những công ty khác nhau này, rồi là các bạn đi mua hàng hóa bán lẻ ở điện thoại chẳng hạn có Thế Giới Di Động này, có FPT Shop này, rất nhiều ạ. Rồi là các bạn nào mặc quần áo thì có May 10 này, có Việt Tiến này, cũng niêm yết này, có Tổng Công ty May Việt Nam, cũng Tập đoàn Dệt May Việt Nam cũng niêm yết này. Có bạn hỏi là theo em thì nếu dù các công ty giảm giá thì tức là các mã chứng khoán giảm giá thì vẫn có thể bán thu hồi được tiền, vậy vậy có người lại mất hết được đúng không? Thì đấy là nguyên nhân là do các bạn vay tiền để các bạn đầu tư ở trên thị trường chứng khoán, thì các công ty họ sẵn sàng cho các bạn vay tiền. Ví dụ giá cổ phiếu 10.000 thì các bạn chỉ cần bỏ ra 5.000 chẳng hạn, các bạn vay 5.000 là mua 10.000 một cổ. Nhưng nếu giá cổ phiếu chỉ giảm xuống 5.000 tức là các bạn mất trắng rồi. Thì cái dùng đòn bẩy đấy rất nguy hiểm, cái đấy gọi là đòn bẩy. Còn ở Việt Nam nếu mà các cái công ty mà chuẩn bị phá sản nó cũng có, trong lịch sử cũng có. Và cũng rất nhiều cổ phiếu nó còn có 1-2 nghìn sau khi nó niêm yết là 10 mấy nghìn chẳng hạn. Thì đấy là những cổ phiếu chúng ta nên tránh. Bởi vì nó như kiểu là rác ấy. Chỉ có những người rất kinh nghiệm thì họ mới chế biến rác được thành tiền. Và họ biết loại rác nào có thể thành tiền, loại rác nào không thành tiền. Còn lại thì tất cả đều là rất nguy hiểm. Có bạn hỏi là nên mở tài khoản ở công ty chứng khoán nào, thì như lúc nãy tôi cũng có trình bày đấy ạ. Các bạn nên mở tài khoản ở những cái công ty chứng khoán uy tín và lớn nhất thị trường. Rồi thuận tiện nhé. Ví dụ VN-Direct này, chứng khoán Sài Gòn này, chứng khoán Hồ Chí Minh, chứng khoán Bản Việt, chứng khoán Ngân hàng Quân đội, chứng khoán Mariaset của Hàn Quốc, chứng khoán của Vietcombank, chứng khoán của BIDV, chứng khoán của VPS. Đó, rồi chứng khoán của Ngân hàng Nông nghiệp rồi vân vân rất nhiều. Nhưng mà đây là những cái tên tuổi uy tín nhất tôi lưu đây. Rồi chứng khoán Bảo Việt, rồi chứng khoán FPT. Giao dịch ký quỹ à? Thì đó chính là việc bạn vay tiền bạn mua đấy, thì nó gọi là ký quỹ. Ví dụ như là cổ phiếu nó cho vay tỷ lệ 50%, tức là bạn có 5.000, bạn có thể vay 5.000 thành 10.000 đấy. Thì bạn để 50% đấy, nó gọi là tỷ lệ ký quỹ là 50%. Đấy nó gọi là ký quỹ à? Vâng, thì đây có bạn này hỏi lại chia sẻ thêm về cái lãi kép đây, chúng ta có thể nhìn thấy đấy, nếu mà chúng ta tiết kiệm được 30 triệu một tháng trong vòng 20-30 năm, lãi suất 25% thì chúng ta có thể đạt được 2.409 tỷ, nếu mà 20 năm thì là 201 tỷ, nếu lợi suất 10% thì chúng ta đạt 67 tỷ sau 30 năm và 22 tỷ sau 20 năm. Thì cái lãi kép sức mạnh nó rất là ghê gớm, nhưng vấn đề ở chỗ như này, tôi thấy rất nhiều bạn nói về lãi kép rất nhiều, nhưng mà làm sao để có được lãi kép thì các bạn lại không chịu đi tìm kiếm mà suốt ngày dùng cái bảng Excel để tính lãi kép. Nhưng rõ ràng cái đó chỉ là cái bạn tính thì bạn nhìn thấy hay thôi, còn bản chất để có được lãi kép tốt cao ấy, là bạn đầu phải đầu tư vào, bạn phải có chất xám, thì lúc đó lợi suất các bạn mới cao, thì cái lãi kép nó mới có tác dụng rất mạnh mẽ. Còn nếu không ấy, lãi kép chẳng qua chỉ là một cái thứ để chúng ta gọi là nhìn ngắm mà thôi, nó là cái thứ để chúng ta vẽ ra thôi, chứ bản chất vẫn phải là cái năng lực của bạn có tốt không để bạn có thể đẩy lãi cao hơn không? Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật như này, phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản thì nếu đều ra tiền thì đều gọi đều ok. Tuy nhiên tôi lưu ý các bạn về đối tượng áp dụng nhé. Phân tích kỹ thuật đó là nhìn biểu đồ, nhìn bảng giá và thường là giao dịch hàng ngày, thường nhé, tôi không nói luôn luôn, và thường phải bám bảng rất là chắc, ngày nào cũng phải nhìn và nhìn liên tục trong giờ giao dịch. Thế thành ra nó hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc là các cái người làm ở công ty chứng khoán. Còn đối với những nhà đầu tư không có thời gian thì chúng ta nên tuân thủ áp dụng phân tích cơ bản. Với phân tích cơ bản nếu chuẩn có thể chúng ta mua cổ phiếu 3 năm chúng ta xem lại, hoặc là chúng ta cứ mỗi quý chúng ta xem một lần khi có kết quả anh doanh, chứ chúng ta không phải nhìn bảng hàng ngày hàng ngày. Thì đấy là hai phương pháp khác nhau, và những người sáng tạo ra hai phương pháp này cũng nói lên điều đó. Đó là về phân tích kỹ thuật, đó là các trader sáng tạo ra, tức là các nhà giao dịch chứng khoán sáng tạo ra. Còn nếu phân tích cơ bản đó là những cái nhà đầu tư huyền thoại như Graham sáng tạo ra.
ông ta nghiên cứu về doanh nghiệp rất là sâu sắc và ông ta sáng tạo ra điều đó. Thì trên đây là tôi chia sẻ như thế. Và với cái nội dung chia sẻ như thế này, quý vị và các bạn muốn xem lại hết những cái nội dung trao đổi thì hãy tua lại cái clip. Và mọi người nếu có những cái yêu cầu gì thì hãy comment cho page của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp tốt nhất cho các bạn. Và mục đích cuối cùng là chúng ta hãy hướng đến việc làm giàu một cách bền vững chứ không phải nướng tiền vào trong đó. Ô bạn có hỏi là anh cho em hỏi nếu công ty mà mình mở tài khoản bị phá sản thì tiền và tài khoản của mình có mất không ạ? Cái này cũng rất khó nói, trong lịch sử thì chưa. Cũng có công ty phá sản rồi, nhà đầu tư kiện cáo rồi nhưng mà hình như lấy lại được. Tuy nhiên là các bạn nên mở tài khoản ở công ty chứng khoán uy tín thì cái chuyện này các bạn không phải lo được. Thì đây là câu trả lời cuối cùng của tôi trong cái buổi hôm nay. Và xin chào mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau ạ.